Thủy sở Việt Sim Phi Đoàn xin kính chào bà con nha. Hôm nay mình sẽ xuống trại của Khả Tú ở Rạch Gòi, Hậu Giang để mình thu lại bầy vịt 300 con. Bầy vịt này thì nuôi hoàn toàn bằng thức ăn Vinh cơ sở mình 100%. Thì chỉ trong vòng 78 ngày là mình xuống mình thu lại được rồi. Thì bên cơ sở mình sẽ thu một lần duy nhất. Bầy vịt rất là đều và đẹp. Hiện tại thì bên cơ sở mình có cái chương trình là bao giá vịt thịt thấp nhất 55.000 một ký. Thì bây giờ mình sẽ cho bà con xem cái bảng kê của cái chi phí chăn nuôi của khách hàng Khả Tú bầy vịt này. Mình có lưu lại trên cái lao trên Zalo của mình đây. Thì đây thì ngày 21 tháng 8 2021 là Khả Tú nhập 300 con. Thời điểm đó là 18.000 một con. Để mình phóng to lên cho bà con xem. Đây. Thì chi phí dịch con là 5 triệu tư cho 300 con. Ngày 21 tháng 8 là giao cùng với vịt con là 10 bao vịt thịt. 10 bao vịt con. Đơn giá lúc đó là 305. Thì cùng với những cái thuốc ấm, thuốc đường ruột. Tới ngày 15 tháng 9 thì bên cơ sở mình giao tiếp 30 bao vịt thịt. Đây. Ngày 6 tháng 10 là mình giao tiếp 30 bao nữa. Và đợt thứ tư, đợt cuối cùng mình giao chuẩn bị xuất chuồng là 30 bao nữa. Thì tổng cái chi phí để nuôi cái bầy vịt này 35.200.000 đồng. Thì chi phí này là bên cơ sở nắm. Còn những cái chi phí lặt vặt như là dụng cụ chăn nuôi thì nó tầm khoảng vài trăm ngàn nữa. Thì bà con mình sẽ tính được cái tổng chi phí để nuôi cái con 300 vịt con này là tầm khoảng gần 36 triệu. Thì bây giờ nó nhảy đâu rồi? Đây. Thì bây giờ mình sẽ cho bà con xem cái bảng kê thu mua vịt thịt của trại Khả Tú. Thì ngày mình vô thu là ngày 6 tháng 11 2021. Thì tính ra từ ngày giao giống tới ngày bắt vịt thịt thì bầy này chỉ có 78 ngày thôi. Từ lúc thả vịt con cho tới lúc cơ sở mình cho xe xuống bắt là 78 ngày là 47.437.500 đồng. Thì ở trại chừa lại 10 con nữa thì bình quân 3 ký một con thì tầm khoảng 1 triệu rưỡi nữa thì cái bầy vịt này chạy ra mà xuất được 49 triệu. Thì cái hồi nãy mình tính chi phí chăn nuôi 300 con này là khoảng 36 triệu. Thì lời 13 triệu. 300 con lời 13 triệu thì bình quân 100 con. Thì đúng như cơ sở phân tích thì lời hơn 4 triệu. Hôm nay thì bây giờ mình sẽ cho bà con theo dõi cái hợp đồng thu mua. Khi mà bà con sử dụng thức ăn 100% bên cơ sở mình. Đây là cái bản mẫu hợp đồng bên mình soạn ra cho bà con.
thì nó sẽ có 10 điều. Thì nó chia làm 3 trang. Mỗi hợp đồng sẽ có 3 trang giấy. Thì khi mà bên cơ sở giao giống xuống cho bà con thì bên mình sẽ giao cho bà con một bản, bên mình giữ một bản. Thì tới khi mà vịt gần xuất chuồng thì cơ sở sẽ xuống thu mua lại cho bà con với đúng như cam kết trong cái hợp đồng này, cho bà con yên tâm mình chăn nuôi. Hợp đồng này chỉ có khi mà bà con sử dụng giống và sử dụng 100% thức ăn bên cơ sở của bên mình thì bên mình buôn bán và không có công nợ, chỉ bán tiền mặt. Con lưu ý chỗ này, tại vì bên cơ sở bán rất là nhiều tỉnh miền Tây và miền Đông, trại rất là nhiều nên không có cái khả năng để cho bà con công nợ. Thì bà con nào có dự trù được chi phí chăn nuôi thì bà con hãy nuôi, còn bà con chưa có đủ kinh phí chăn nuôi thì con có thể đợi dịp khác để mình chăn nuôi cho nó thoải mái. Còn bây giờ thì mình sẽ cho bà con xem cái bảng kê chi phí chăn nuôi từ lúc con vịt con giao tới tại trại cho tới xuất chuồng, thì giống đúng như là cái bài của Khả Tú hồi nãy mình chia sẻ cho bà con. Thì đây là cái bảng kê chi phí chăn nuôi từ khi bắt vịt giống cho đến khi xuất chuồng. Mình sẽ phóng to lên cho bà con theo dõi. Thì cái phần này thì thiếu cái khoản dụng cụ chăn nuôi thì nó tầm khoảng 500.000 nữa thôi. Đó, thì cái lãi của mình nằm dao động nằm khoảng 4 triệu. Cái giá vịt con này là mình tính cái giá bình quân, còn cái giá nó sẽ thay đổi từ thời điểm, tùy thời điểm. Nhiều lúc 18 dao động, bên cơ sở mình giao giống dao động từ 18.000 tới 22.000 một con, tùy thời điểm và tùy tỉnh xa gần, tùy số lượng nhiều ít nữa. Thì khi mình nuôi 100 con vịt thì chi phí thuốc men khoảng 500.000, thức ăn vịt con thì khoảng 3 bao, đơn giá 310.000 thì chi phí là 930.000. Còn thức ăn vịt thịt thì khoảng 30 bao, chi phí 300.000 thì một bao thì 30 bao là 9 triệu. Thì tổng chi của mình thì nằm khoảng hơn 12 triệu. Đây là tổng chi là hơn 12 triệu. Từ lúc nhập vịt con cho tới xuất chuồng được. Thì chi phí này chỉ đúng với điều kiện bà con sử dụng 100% thức ăn bên cơ sở nha, không pha trộn bất cứ cái nguyên liệu nào khác. Và khi bà con sử dụng thức ăn bên cơ sở 100% thì bên mình sẽ hỗ trợ thu lại giá dịch thịt với giá thấp nhất là 55.000 đồng một ký. Thì trong hợp đồng mình sẽ có những cái điều kiện để bà con đạt được cái mức này. Thì vịt thịt thì khi bà con xuất chuồng sử dụng thức ăn bên cơ sở mình thì bình quân một con nó thường thì nó tầm khoảng 3 kg tới 3,2 kg, thì mình lấy cái mức thấp nhất là 3 kg, bình quân vịt trống mái luôn là 3 kg. Mình nuôi khoảng 85 tới 90 ngày, thường thì 85 ngày thôi. Thức ăn mình là khoảng từ 80 tới 85 ngày là đã thu lại được rồi. Thì với giá 55.000 đồng một ký cho 300 con thì chúng ta sẽ cho 300 ký thịt cho 100 con của 100 con vịt. Xin lỗi bà con, 300 ký thịt cho 100 con vịt thì chúng ta sẽ thu được 16.500.000 đồng. Trừ đi chi phí 12.500.000 đồng thì chúng ta sẽ được cái con số này.
thì lãi gần 4 triệu, khoảng 4 triệu. Thì đây là cái bảng chi phí mà tương đối là đúng đối với những cái trại nuôi đạt. Thì thường mà con sử dụng giống và thức ăn bên cơ sở mình thì sẽ đạt được thôi. Bà con nào còn thắc mắc gì thì bà con có thể để lại bình luận bên dưới, cũng như là liên hệ số điện thoại 0974842805 để được bên mình tư vấn và giải thích cụ thể hơn. Cơ sở Vixim Feeder xin kính chào bà con nha.